Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục hộp thư truyền hình số này có các nội dung chính sau. Trong mục vấn đề hôm nay là nội dung phản ánh công trình xây dựng sai giấy phép trên địa bàn phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Tiếp đó trong tiểu mục câu chuyện pháp luật là phóng sự đảm bảo an toàn dữ liệu và bảo mật thông tin trong hoạt động tín dụng. Cuối chương trình là mục phản hồi bình luận. Sau đây là nội dung chi tiết. Theo phản ánh của người dân tại tổ dân phố Mãn Chiêm, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên, trên địa bàn có công trình xây dựng sai giấy phép của ông Nguyễn Trung Dũng. Mặc dù Ủy ban nhân dân thành phố đã ra quyết định đình chỉ và yêu cầu khắc phục trả lại hiện trạng đất, nhưng qua nhiều tháng, việc khắc phục không được thực hiện và vẫn đang tiếp tục thi công. Vấn đề này rất cần thành phố Phổ Yên và các cơ quan chức năng rà soát, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Đây là công trình xây dựng của gia đình ông Nguyễn Trung Dũng, được Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên cấp phép xây dựng 5 tầng nổi, 1 tầng hầm tại thửa đất số 1128, tờ bản đồ số 04, phường Hồng Tiến, thành phố Phổ Yên. Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, ông Dũng đã không tuân thủ theo đúng giấy phép được cấp, tổ chức thi công xây dựng vượt quá số tầng, xây dựng không đúng chỉ giới xây dựng. Trực tiếp là lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường và địa chính phường là đã về trực tiếp thửa đất và cũng đã là kiểm tra, là đã lập biên bản và đã có chỉ ra rõ mấy cái vấn đề là xây là nó vi phạm. Cơ quan chuyên môn là phường là đề nghị là dừng không được thi công nữa. Thế và sau tiếp sau đấy vẫn tiếp tục xây dựng thì sau là phường và bên quản lý đô thị của thành phố cũng lại xuống lập biên bản và cũng đã là ra thu hai lần là thu những cái dụng cụ lao động của người lao động đem về phường. Trước vi phạm tại công trình xây dựng của ông Nguyễn Trung Dũng, Ủy ban nhân dân phường Hồng Tiến đã có biên bản xác minh về việc vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, ông Dũng chưa gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng kèm theo bản sao cấp phép xây dựng, bản thiết kế xây dựng cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương, nơi xây dựng công trình và cơ quan chuyên môn theo quy định, tự ý xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng, sử dụng đất vào mục đích khác, không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất phi nông nghiệp. Cụ thể là việc xây dựng công trình trên thửa đất 1069, tờ bản đồ số 4, có mục đích sử dụng là đất BHK, tức là đất trồng cây hàng năm, diện tích xây dựng 222 m². Họ đã thực hiện năm 2022, thế là nó có những vấn đề tồn tại. Giai đoạn chuyển mình từ xã lên phường, thì khi đã lên phường thì bắt buộc cái việc là phải cấp phép xây dựng. Thì khi kiểm tra thì mới phát hiện được công trình được cấp là 5 tầng một tum, nhưng hiện nay thì công trình đã xây xong là 6 tầng một tum. Thế vậy là thực hiện là chủ đầu tư là thực hiện xây sai phép. Công trình này thì công trình là xây dựng kết cấu chung ở trên hai thửa đất, một thửa đất ở và một thửa đất trồng cây hàng năm. Diện tích xây vi phạm đối với đất trong cây hàng năm chuyển sang đất ở là khoảng 220 m. Tổng cái diện tích sàn của một sàn là hơn 300. Trước khi ra quyết định xử phạt thì Ủy ban phường đã liêm yết thông báo là đình chỉ xây dựng của chủ đầu tư tại khu vực xây dựng và giao cho tổ dân phố cũng như là công an phường giám sát thường xuyên cái việc mà chủ đầu tư có thực hiện hay không thực hiện cái việc tạm dừng. Sau đó, ngày 10 tháng 7 năm 2023, Ủy ban nhân dân phường Hồng Tiến đã có thông báo về việc đình chỉ hoạt động xây dựng trên thửa đất 1128 và 1069, tờ bản đồ số 4, tại tổ dân phố Mãn Chiêm của ông Nguyễn Trung Dũng và có báo cáo với Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên, đề nghị xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Ngày 6 tháng 9 năm 2023, Ủy ban nhân dân thành phố Phổ Yên có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng và đất đai với 3 hành vi vi phạm được xác định. Tổng số tiền xử phạt cho các hành vi là 35,5 triệu đồng. Phòng quản lý đô thị cũng đã tham mưu cho Ủy ban thành phố ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Trung Dũng. Mức xử phạt thì là hai hình thức, trong đó là có hình thức về trật tự xây dựng và hình thức liên quan đến luật đất đai, và yêu cầu là phải có biện pháp khắc phục hậu quả sau 30 ngày. Sau khi kết thúc cái thời hạn này, ông Dũng mà không tự khắc phục thì cơ quan nhà nước chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho ban thành phố ra các quyết định cưỡng chế cũng như là thực hiện cưỡng chế theo quyết định.
Tại biên bản xử lý vi phạm cũng nêu rõ, Ủy ban nhân dân phường Hồng Tiến có trách nhiệm gửi quyết định xử lý vi phạm hành chính đến ông Nguyễn Trung Dũng để cá nhân vi phạm biết và thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện quyết định vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả của ông Nguyễn Trung Dũng. Báo cáo kết quả sự việc khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra với Ủy ban nhân dân thành phố. Dán niêm yết là không được phép xây dựng nữa là từ tháng 7, mùng 1 tháng 7 mà đến bây giờ thì chúng tôi vẫn thấy xây dựng thì chúng tôi không hiểu, chưa hiểu là đã trên đã cho phép xây chưa. Việc đó thì lại do trên phường thì chúng tôi không nắm được. Công trình xây dựng của ông Nguyễn Trung Dũng đã được Ủy ban nhân dân thành phố Phú Yên ra quyết định xử phạt và yêu cầu khắc phục trả lại hiện trạng đất. Nhưng hiện tại công trình đã được sơn xong phần vỏ ngoài. Vấn đề này rất cần thành phố Phú Yên và các cơ quan chức năng liên quan tiến hành rà soát và xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo an ninh an toàn cho các tài khoản tín dụng của khách hàng, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã đầu tư hạ tầng, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đón đầu những thay đổi theo xu hướng của người tiêu dùng. Trong quá trình thực hiện chuyển đổi số, việc đảm bảo an toàn dữ liệu, bảo mật thông tin là vấn đề được nhiều ngân hàng chú trọng, quan tâm. Thời gian qua, chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng thương mại nhà nước nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã có nhiều bước tiến mạnh mẽ, mở rộng cả quy mô, phạm vi, các tính năng trải nghiệm trên các ứng dụng số. Điển hình như ngân hàng thương mại cổ phần Quốc dân chi nhánh Thái Nguyên đã triển khai ứng dụng số với nhiều tính năng để cho người dùng trải nghiệm và luôn coi trọng việc bảo vệ dữ liệu thông tin cá nhân. Thì trong thời gian vừa qua thì ngân hàng Quốc dân cũng đã nâng cấp cái hệ thống cọ lõi T4 lên cái hệ thống công nghệ cao nhất, tiên tiến nhất hiện nay với công nghệ R21. Thông qua đó thì cũng nâng cao được cái trải nghiệm người dùng thông qua các cái hình thức mà công nghệ chuyển đổi và những cái công nghệ số hóa mà tiên tiến nhất hiện nay, đặc biệt là trong cái việc ứng dụng về công nghệ KYC nhận diện khuôn mặt để mở tài khoản cho khách hàng. Đối với ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thái Nguyên là một trong 4 ngân hàng thương mại nhà nước luôn thực hiện tuân thủ các quy định của pháp luật và có chế độ xử lý nghiêm nếu cán bộ nhân viên ngân hàng vi phạm để lộ lọt thông tin cá nhân. Yêu cầu là tất cả các cán bộ nhân viên là đều phải bảo mật thông tin với khách hàng, không được cung cấp cho bên thứ ba nào khác trừ khi có cái yêu cầu cấp có thẩm quyền. Do vậy là các cán bộ công nhân viên là trước khi được vào đều được đào tạo, đều được yêu cầu và sẽ có những hình thức mà sa thải hoặc kỷ luật đối với các đối tượng mà cán bộ mà có việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba. Hiện nay, trên 90% ngân hàng trên địa bàn tỉnh có tỷ lệ giao dịch khách hàng thực hiện trên môi trường Internet, giao dịch qua các app ứng dụng số của ngân hàng. Chính vì vậy, việc hạn chế tối đa những lỗ hổng và nguy cơ tấn công trên không gian mạng gây mất an toàn dữ liệu là việc làm vô cùng quan trọng và cần thiết. Chính vì vậy, các ngân hàng đã phát triển và triển khai nhiều giải pháp. Tuy nhiên, cùng với các ngân hàng thì người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trong quá trình giao dịch. Hiện nay thì có khá nhiều các khách hàng đang bị lợi dụng lòng tin để chuyển tiền đến cho một số các cái đối tượng lừa đảo. Với nội dung này chúng tôi cũng khuyến cáo các khách hàng là tuyệt đối không cung cấp các cái mã bảo mật cho bất kỳ một ai, tuyệt đối không cung cấp các cái thông tin cá nhân của mình, ví dụ như là căn cước công dân, số chứng minh thư nhân dân, hay là số điện thoại giao dịch hay là địa chỉ liên lạc. Và nếu như mà có bất kỳ những cái nghi ngờ nào về việc lộ thông tin thì các khách hàng có thể thay đổi cái mã bảo mật của mình hoặc là gọi điện đến cho số hotline của ngân hàng. Cùng với sự cạnh tranh về sản phẩm, dịch vụ, lãi suất, tiện ích thì một trong những yếu tố giúp các ngân hàng đứng vững, tạo dựng lòng tin với khách hàng chính là việc bảo mật dữ liệu, an toàn thông tin. Đây không chỉ là xu thế phát triển mà còn thúc đẩy các ngân hàng có chiến lược phát triển để đứng vững trên thị trường, nâng cao sức cạnh tranh trong cuộc đua chuyển đổi số. Trong một phản hồi bình luận sẽ là nội dung về thông tư 34/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 17/2019/TT-BGTVT ban hành khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2024. Sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 4 của thông tư số 17/2019, thông tư Bộ Giao thông Vận tải khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách hạng phổ thông cơ bản. Cụ thể, dưới 500 km, nhóm đường bay phát triển kinh tế xã hội có mức giá tối đa là 1,6 triệu đồng một chiều. Nhóm đường bay khác dưới 500 km có mức giá 1,7 triệu đồng một chiều. Từ 500 km đến dưới 850 km,
2,25 triệu đồng một chiều, từ 850 km đến dưới 1.000 km, 2,89 triệu đồng một chiều, từ 1.000 km đến dưới 1.280 km là 3,4 triệu đồng một chiều, từ 1.280 km trở lên là 4 triệu đồng một chiều. Chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.